nó nứt rồi nó chạy tờ nứt lưa đâu người ta làm hết trơn nứt rồi nè thấy không. Rồi chào tất cả các bạn nha. Rồi chiều nay hai mẹ con siêu mẫu cũng buồn miệng, cũng định làm món gì đó ăn cho đỡ buồn bạn ơi. Rồi bữa nay là món tôm lóng chiên bột. Tép mày ơi, tiền đâu mua tôm ăn nó tôm. Ủa chứ không phải bắt mấy con tôm lóng bữa đặt ngoài ngục sao? Ngục tôi còn để thì chú ăn, má này nó thắng mày là tép của con tấm bò tép lộn. Thắng thằng ơi trời. Thổ của con tấm bò, không đưa tao. Nãy giờ đã có ai nói là đi chợ mua đâu. Trời ơi, mấy con tép mà ông Tám văn câu, bạn cá ông ăn ông gỡ ra đó rồi xương mẫu. Mày tàu lâu, tàu lâu. Ngoài tép lộn. Tép lộn đâu có lá câu đâu. À mình tép lộn mình nhiều dưới à, dưới thằng vậy hả? Chắc nghĩ cái nghiện tháng gom lại cho nhìn tôi, mình ít gì nhiều mình cũng đi văn câu với ông Tám rất là nhiều lần bởi vì mình biết mà. Mỗi có biết. 2 đêm văn câu à. Chứ làm gì một lần văn câu ổng mà tép lột mà ổng thả ổng bỏ ra bao nhiêu đây? 2 ngày. Mẹ 2 mà xin mẫu ba nói 2 ngày chắc nghi mình nghĩ chắc cũng tuần lễ hơn chứ dở. Lao quá, tối ngày. Hôm qua nay tép bữa hao cả nửa ký lô đó. Ở đây là bột này là bột gạo xin mẫu. Bột gạo. Chứ miếng bột mì đa dụng. Không có đi chợ nên không có mua bột chiên giòn. Khổ lắm rồi ăn được xinh được cho. Trời ơi trời, quay phim không mà mấy bả than thấy ớt lạnh chưa. Còn trứng vịt này của bà ngoại cho. Nó là trứng vịt của bà ngoại cho nữa đó, toàn đồ cho không trời. Không mà nó qua nó lại thiệt bạn còn đồ cho không hả? Còn gạo thơm này là ăn cũ hay. Dám coi xà lách này dễ gì lại ăn cũ nè. Đã sáng bà ngoại mua cho đó. Thánh thằng ơi. Dưa leo của bà ngoại cho. Thôi tôi sợ hai mẹ con này luôn, tôi sợ hai mẹ con này thiệt luôn á trời. Sao thiệt tình có sao nó vậy. Còn bột này có bột này tao mua nha. Còn bột này của bà Ba Giang Hồ mua. Ôi ơi trời. Vậy cái bột này lúc trước chiên chú chiên còn hả? Ừ. Người cỡ đó đó bạn. Còn bột gạo này tao mua tao để dành. Hết tiền rồi. Cái này khổ chứ lắm không. Có ra lớn nữa. Hồi nào giờ xin mẫu bá than đã đành thêm dạo này con béo còn than dữ dằn nữa. Không mà tại cá nó chuẩn bị sức bè là vậy đó bạn ơi. Ừ. Cá chuẩn bị sức bè là vậy á, lúc nào cũng vậy á. Hết tiền nó hết tiền chứ ngái gì mày. Khổ nó khổ. Vì cái tháng mà nuôi kiểu mình nói chung là tháng cuối cùng mình sức á. Cá đang giữ lắm thức ăn. Với lại máu lúc đó là tích lũy lại máu cũng từng giọt mấy tháng trước rồi, bởi vậy nó cũng gần hết máu là vậy. Bởi vì dạo này hai mẹ con siêu mẫu than quá trời than. Máu nó cạn rồi em. Nhưng mà tới lúc bán cá thì bắt đầu là lên tới tận 9 tầng mây. Cho nên tôi đạt đỉnh luôn, 9 tầng mây luôn. Bán cá xong mới đủ tiền mua vé thì Bình Dương không? Lên 9 tầng mây. Gớt 9 tầng mây. Khổ lắm mày ơi. Cá giờ người ta không mua nữa kìa. Trời ơi, cá gì lại mua mối mang cá đóng cá làng nói chuyện gì hết. Giá cá nằm bốn mấy mà nó chịu không có ai người mua. Đặt tên giá cá bốn mấy luôn. Bột ngọt mới xin nè. Cá không phải còn giờ nằm giá bốn mấy sao? Hồi đó giá ba mấy người ta còn mua đùng đùng. Có cá giờ cá nhiều, bè nhiều chi trời. Giờ cung nó vượt cầu rồi. Cung vượt cầu tất nhiên giá cá nó cũng phải xuống chứ. Nó xuống bởi vì ông nói giá bốn mấy nữa. Nó nhậu luôn á, nó dịu quá. Chế đen nè, bột ngọt. Ở đó mày nhiều chuyện đi. Rồi xin mẫu tập trung chuyên môn này xin mẫu, đang cãi với con mèo. Rồi nó để gì vô nhồi cho nó dễ tan luôn. Mèo, mày lên sớm quá bà vậy. Chạy chơi đụng quấy máy bay bà. Tại mày không tại tao à. Cho miếng đường. Để đi không có bụng không có gì hay tới giờ không thiếu gì cũng đúng. Cho trứng vô luôn. Cho trứng vô. Trứng vịt bà ngoại bà nuôi trong đó rồi nó đẻ. Đẻ nhiều quá ngoại không hết mà cho. Tiếng máy ai chạy đùng đùng đây nghe tiếng máy cổ sủ à. Thiệt. Phải không? Cho thử là tiếng máy này. Trời ơi, hai chồng mua cắt hờ. Thì tưởng đâu nghe tiếng máy có củ sủ chứ. Mỗi lần mà quay cái hướng rồi sau này là thấy không, ghe cộ chạy tấp nập. Bây giờ mấy cái quặng sáng nó mới hoạt động được. Đó, ô sóng lánh. Ở đây tính ra có sơ sơ là 4 cái quặng sấy từ đầu bè này tới cuối bè. Sấy cái quặng nào quặng đấy mình thấy ớn lạnh. Bởi hồi đó, hồi 2 năm trước cá hô đã ở đây nè. Con khoảng 40-50kg á. Nhất chiều chuẩn bị sụp tối với vậy á. Thần sáng nó lên đụng đụng. Nhất là nhất chiều sụp tối nó lên dữ lắm.
lúc đó cổ sủ rồi cũng văng lưới tùm lum hết trơn, mấy người văng này nè, văng ngoài không dính á, gần thời gian nó biến mất teo luôn đó, ngoài đó các bạn thấy đó. Này siêu quậy siêu ngục địa lo chơi game nữa. Sao không mua nửa ký cho dễ, ký nhiều vậy chứ đời nổi thiệt chứ. Chú hai giật tật của mình là ông ở đây ông đi bánh cho cá ăn hay vậy? Đi ra ngoài con, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ngoài luôn, đi ra ngoài giật tính điện kêu mua giùm một thêm nửa ký bún nữa mà cái máy hết tiền rồi. Thánh thằng ồ, máy điện thoại hết tiền luôn đó hả? Thôi hai mẹ con này than riết mình chịu hết nổi rồi bạn ơi, mình chịu không nổi nữa đâu, không về nói có nghe không luôn. Để đâu tầm đâu hẳn theo mình nghĩ chắc khoảng tuần lễ nửa tháng gì đó bè của siêu mẫu chúng mèo bán cá. Lúc đó mặn thấy vàng đeo không nó nù vậy nè. Lúc đó là muốn vệ sĩ cỡ như mình phải mướn vệ sĩ đi theo họ hậu tống đi chở tiền đó. Trời cậu đó bán vàng xề nhóc trơn. Bữa nó bán được hết rồi. Ghé vô mua chừng nửa kilo đi chừng khoảng nửa tháng mình nó đeo đừng nha. Đều sớm họ phát hiện sớm tao phát hiện. Đợt nổi với hai mẹ con nè. Bật cái đèn lên kiếp. Lúc trước á. Nãy chỉ nói bà đó, sao tao hù à. Đi ra ngoài đi đâu. Lâu đi ra ngoài chơi đi. Thơm không? Thơm không? Cưng luôn. Cưng bớt này cưng luôn. Hồi nãy mình đi ngoài rồi không thấy nó là biết nghiêng thế nào, nó cũng theo beo vô đây cái gì nè. Đi theo đó. Bữa nay mua đồ giùm cho ông Diện Tư á. Cái đem về dưới nhà cái nó thấy. Ủa mẹ em cũ à, ông Chiến được xuống nào nó biết không? Dạ. Dạ. Mau dữ vậy. Tranh thủ bào chứ. Đang chiến trận chiến linh đình bá. Có nghe cái ông xúc đó tao thấy cỡ này hình như hơi nặng rồi. Ừ. Hồi chưa là anh cặp rồi. Dạ. Yeah. Ngày chưa mày chị là anh cơm đó là bút cặp rồi, ca rồi. Ủa nhỏ đàn bè em cũ luôn hả? Ca rồi, ca. Ủa hồi chưa là có ngoài bè em cũ, đàn bè em cũ đâu có ai đâu ta? Lúc mình đi về có ổng lúc trước con về trước ông là cũng đâu có ai đâu có lúc tôi với chú Hai Phúc về là có mình ông cũ ngồi cũng ngồi mình ổng à rồi mẹ ca nữa ngồi mình à nhậu hồi mới cao kê hả. Ủa sao mình không nghe ta, vậy là do gió đó chứ bữa trước là ca nghe giống tanh như chuột bà đanh. Có nhậu ra show. Cái bột này tính ra là mình chiên chú chiên được không? Được. Nhìn cái màu nó cũng đẹp ha. Thời tại để cái trứng vịt vô, có màu nó hơi ngãn ngã vàng. Ta nhớ còn nghệ mẹ nghe ta lục ra hết trơn rồi. Gà tép này là mình để vô luôn chưa? Để cho nó sạch sạch chút không mà. Quay cho nó tan đều hết hả? Tép này mà trộn gỏi bông lung điển cũng nhức nách luôn phải chơi. Đây là gỏi đủ đủ. Tép kia kìa. Nói chung là tép ăn cũng ngon rồi, tép nào cũng vậy. Tép rong á mẹ, tép rong á. Tép rong á. Tép rong mì gỏi lung điển. Dạ này có. Không mà tép rong bởi tôi phải ăn nhất là gì không? Mắm. Mắm gì? Mắm tép. Ba chay bồ chét luôn. Đi ra ngoài. Ừ. Tép à? Có tép rong làm mắm tép có sao không? Ý như con nói là nó nhỏ. Giống tiền nha. Lời bị phạt khoanh tay rồi. Kìa, thứ thiệt qua kìa, thứ thiệt qua tới kìa. Thứ thiệt quá. Ồ, bữa nay làm nghề thợ điện luôn hả trời. Nó dễ lắm không? Ai biết. Đi ra ngoài. Tao kêu ổng vô bây giờ. Kêu ông Hồng vô đây. Dạ. Dạ. Một chăm chỉ gì phải không? Ngày về tao cho bộ. Cái gì chưa? Thấy hai gì mà có đường không có gì không? Không mà nãy giờ nói chuyện khang họng thiệt phải không? Chưa giờ, hồi chưa giờ mình khát nước thiệt phải không? Ừ bắt tay liền chứ mà. Không có khát nước. Mấy bạn không hiểu gì đâu nhưng mà có số bạn nào thường xem kênh mình là hiểu à, mình với hai nó khát nước rồi bắt tay là hiểu à. Chị mẫu đó, tới một chuyện nữa đã. Không, chuyện không, không. Cái gì chứ nó thiệt các bạn luôn là siêu mẫu bá thải hết tiền nhưng mà cà phê bá không bao giờ hết. Thôi thôi, tiền hết tiền đâu mua cà phê mà cà phê không bao giờ hết. Nhầm khi bá dân 2 ký cái xác bá đem lên người ta vì tiền dẫn bá đổi thành mấy bịch cà phê về. Đúng.
Xì mẫu bà làm mà để tép vô không nói chuyện xì mẫu. À biết, thấy mày đứng mày mày chỉ cái máy vô rồi. Cái bột này thấy cái quẻ nó pha nó cũng giống như cái bột của đổ bánh xèo mà ha. Cái đậu lỏng nó lỏng hơn bánh xèo. Ủa đặc hơn bánh xèo. Nó lộn mày. Trời ơi bị liệu trời. Hết mày tiền thường vậy phải không? Hết tiền hay liệu bậy chứ mày. Bà bà làm cái gì mà tới đường dây điện của bà nó cúp vậy? Chứ gì chị nói của ba mà bạn thông cảm bả nha, tính ra là những ba ông đi biển rồi cũng mấy mấy tháng ta, hai tháng mấy không mấy vậy à mấy vòng thứ gì chịu nói lên đọt cây luôn rồi nè. Nhưng ba bảo xem được cái clip này trời ơi, phải về mới được, phải về mới thuê trực thăng về mới được. Mấy ba vậy mới chịu. Chứ đi đi tàu rồi đi xe rồi về đâu có kẹp. Thứ gì chịu nói quá xinh đẹp. Bạn đang cho cá ăn đùng đùng bên. Bên đây thì hai mẹ con siêu mẫu cũng vừa nấu ăn mà cũng vừa cho cá ăn. Đâu? Có tiêu không? Có tiêu, kem có tiêu, chan có tiêu hết trời. Đi từ từ dạng ổi với ông hai nè. La cái mày giận mày muốn. Đem đi về đây. Để uống ké không được rồi. Ở bên đó không ai hay. Bây giờ mình cho à. Dầu vô. Thấy cà phê thôi chứ có làm gì đâu. Cái gì? Cho vô. Cái này mà sẽ bỏ bà chiên kiểu mà nhỏ nhỏ giống như bánh ấy hả? Nhỏ nhỏ. Phải không? Ừ. Chứ gì bự. Đúng rồi. Bự, nó không có bự quá cũng hào dữ lắm phải không? Không có. Không vài bữa nó mua tôi đính có lời làm YouTube có lời là mua cặp bắt kiến với hai cái máy đếm từ cho hai mẹ con chị mẫu. Cái này cà phê này nó hơi ngọt đó nha chú hai. Cà phê này hay ngọt á. Không có giống cà phê tôi à. Để ít đường thôi đựng nhiều quá. Nghĩ sao hay hết đường vậy trời. Trời là ai biết. Thấy trong kèo hết nói hết. Nghĩ sao à. Ngủ lưng mình rồi đó. Tiền có ăn nổi không? Cái này ăn hồi bạn coi nè, ai ăn giòn rụm luôn á. Mình nhất là phái nhất là mình cuốn với bà Sơn Mẫu bà Hải hơi à tiện quá bạn. Chứ mua hết cải bè xanh không quắn vô chấm mắm trừ gục gục. Tao nói mày hồi sáng tao không có đi chợ cái mày. Đã sáng giờ tao có đi chợ đâu. Máu tim em đã cạn rồi. Nghe Sơn Mẫu bà than thở nữa thấy chưa. Mới hỏi bọc đá tính đem giấu gì đâu đó. Thấy chứ. Vậy là cứ chờ đợi chút thôi. Cho tao chọc con tôm. Tao không nói cái gì đâu, nói loại đâu. Mày nó đói, tao nổi bên mắt, chứ ở bên cậu. Nói giấc chiều này ha, thấy ai cũng ở bèo đi tới luôn thôi không? Cho cá ăn, gọi là giờ. Giờ quyết định giờ cho cá ăn mà. Bà Tư xinh đẹp thì đi tới thì lui hai bên. 50 nghìn. Đứt từ nụ ruột, bạc. Hả? Cái gì? Ổn cá cóc hả vậy? Cá cóc. Ồ. Bà chọn chân chúng nha cô ba. Nữa nữa. Đó, cá cóc kìa. Nữa. Thấy không? Bất kỳ lắm trời luôn phải không? Thôi đừng nói điện thoại công cắt mấy khúc nó mệt lắm. Đang quay phim chút xíu. Hả? Cá cóc này ha. Chưa. Con này cũng cả ký lô ạ. À. Cũng cá cóc cỡ này thôi kéo là bao phê gung tay gung chân rồi. Ồ nữa kìa trời ơi căng gu luôn. Ừ, ót trời đi nha. Chiều nay nó ghen sang lưới cá người ta nó nhậu từ chưa đến nay. Hôm mấy lần em dính cá 3 ký chưa cá cá lên. Có bằng môi trùng quắn hả? À. Dính ngoài thích ăn rồi mà trùng không nhớ nữa tại bắt trùng không hết trơn không nhớ. À. Ở đây cá ốc thì bao. Nãy dính lần 3 con được. Trời ơi, mấy đề ca hôm nay cũng đang lai gai bạn ơi, thứ gì chịu nổi.
ông hỏi ông Dũng ông nói ông bữa giờ này quay clip gì clip té chừng bột chớp chừng bột kìa uống mi chai cái vô đi uống bột anh em chưa luôn hả ngồi luôn chưa chưa đang chuyện bệnh á uống đây muốn đừng uống đây ngược này nè một bén còn nội thứ gì giao sống ra gàn tép chừng bột nhóc ngồi hư nè đi qua chạy trong chiến Nguyễn nữa đi Nguyễn lên tôi làm hết Ừ. Đợt mà. Đợi xíu đi. Tôi nghĩ rồi, tôi nghĩ tôi còn cho cái. Rồi vô qua. Phá cao nổi rồi. Ờ đợi xíu. Thấy không? Rồi vô qua. Rồi, vô vô. Vô. Ờ, vô này. Vô. 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 Mọi lúc mọi nơi á. Rồi. Mọi lúc mọi nơi. Anh Thiền ơi, cái ngày nay là anh Thiền không còn chút cá nữa, anh Thiền có bạn thì không còn chút cá nữa. Thấy tình hình này chắc như vợ đuổi luôn quá. Đâu có. Đuổi rồi. Đuổi rồi hả? Đuổi rồi. Đây mà mùng mình. Cho vợ không coi không biết đây là cái đó cái đó là ông hát phải thích rồi còn em khác lại một người nữa giống như tôi không giống không được nào giống mới đi bán thịt trâu chút xíu thôi mọi người nè đỏ nó dần ươm lên nữa không rồi sao mới quay qua quay lại sao tự nhiên con tép nó thành con tôm luôn kỳ ta mới nhảy xong tôm mò. Thấy không? Thấy không? Có con tôm này ha. Từ chừng mà nó mới nhảy xong mò lên được mớ tôm đó. Các bạn tin nổi không? Không tin. Tôm này gọi là tôm lăn bọt luôn. Tao ở ngoài sông Tiền ở đâu có tôm, chỉ có nhảy xong mò thôi. Thôi mãi công nhận cái bọt này bọt pha chế nó thơm thiệt. Trứng. Là có trứng vịt vô. Hành, tiêu. Trời cũng đang chuyển mưa. Tôm chiên xù. Mấy con tôm này lần một này ăn mới đã, bá chí bù chét. Gì? Ồ mà xương mẫu, ổ cái bột này hình như đâu phải bột ngon hải ba. Bột chiên xù. Ừ. Nói chung là cái này là bà xương mẫu bà làm hai món luôn mà. Mày nói gì hay ta? Tép chiên bột với tôm lăn bột. Nhà chiên xong cho anh hai hay về. Được chưa? Chừng nào cho nó mới đi bán thịt trâu chút xíu mà đang mèo nhìn thấy lạ vậy nó bị té hử hử té sao không té sao té sao à đi xếp bên đây làm anh đĩa cái xếp bên đây cái té mặt ngoài thôi ừ nè là ngoài nghe thấu gắn chịu ạ nè mở nè mở lên cho bún cái món là 1 2 3 3 rồi chụp hình công nghệ 4.0 bỏ ra được mẻ rồi kìa chuẩn bị ăn rồi về bánh cho cá ăn không chứ giờ hết rồi à, không lẽ ở bên này không chưa tranh, ăn tranh thủ quăng vài gạo đi rồi tranh thủ về ăn đó 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 chạy chạy ở bên này thì bông hai cái đi làm miếng ừ ừ cảm ơn thấy kỹ thuật tôm lăn bột chiên của sư mẫu thấy lợi hại chưa tôm tắm trắng xong qua tắm nước vàng vàng qua quay qua tắm xanh tôm lăn bột mà. Ở chơi người ta mang bao tay này sao không chơi ra không có chứ mẫu đâu ấy nè cái nhà nó dựng rồi ở đó mà bao tay mày ơi có à, không ngủ giỏng mấy ngày rồi ngủ chung nó ngủ nguyên là tự à hay đó giờ tao không ngủ nguyên không đó nhớ có một lần mà mình đi ra thăm câu với ông Tám lúc đó khoảng 1-2 giờ đêm lên thấy bả ôm ổng cứ ngắt mà thường ngày nó bả nó bả đời nào bả ngủ đời nào bả ôm ổng này nọ lâu lâu ôm bữa mày thấy vừa bữa nào lạnh nữa bữa nào nực cái gì ôm thật sự luôn ốp tới đám cưới tao tao làm ổng đó đó hả hấp hôn mày hấp hôn mày nói là hấp hôn với ai nó đám cưới tao mày ăn xong chưa ông Hồng nghe xong rồi bà tới chị ổng liền ổng làm sao kìa ra trước với ngoại đi. Nói về có chào cả nhà chưa? Dạ bà. Chào ông bà cả nhà. Thôi rồi bữa nay đầy đủ chứ ha, chào ông bà cả nhà rồi nữa. Ủa, lộn còn sót con. Sao có quên. Ủa hồi nãy cái bịch bún con để ở đâu ta? Đây đây, bịch bún con để ở đâu? Nó ăn bún. Mẹ cho con một bịch bún. Chút đi mẹ cho con ăn bún ra trước với ngoại, chút mẹ cho. Để chim tính xong rồi mẹ cho. Ừ, vô nè, ừ, đứng gà cũng có tới 3 công đoạn vậy ha.
Này mai mốt mở quán bán được rồi chị Mẫu ơi, thấy bà làm cũng bài bản lắm đó. Được hả? Được, được, được. Mình không biết ăn nó ngon hay sao mà. Đó là cái chiến lược cuối cùng đó. Đó. Xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ thấy nó mừng thấy không? Em biết đâu mà có trong mặt. Nhìn thấy ngon lành cạnh tranh với giảng hoài. Ủa vậy? Ủa kìa, công nhận gia đình chú Thanh là ông bào cá tôm dữ dằn chắc. Mà không bao giờ thua sư mẫu. Ổng mới chạy ngang à, xong rồi bây giờ tới hai chồng con rể nè. Ổng mới chạy ngang phía dưới bằng, có cái xuồng nhỏ nhỏ, tốt với phao đỏ dưới đó. Nhanh kìa. Nhìn sông Tiền nó rộng như cái biển. Theo mình biết là sông Tiền ở có chỗ là nó rộng có thể 1.500 mét luôn á. Tính từ bờ bên đây tới qua bờ bên kia nha. Nói chung là cây rưỡi xấu á. Nhưng mà ngược lại nửa sông với về bển nó rất là cạn. Bên đó là bãi bồi. Thôi là tin. Bãi bồi á nó rất là cạn. Bên đó cát không à. Còn ngược lại bên đây là bên lở nè. Trời, bởi vì nó sâu bạ có sâu rồi. Sụp lờ sạt lở hồi mười mấy năm về trước đó. Bởi vì sâu dữ lắm sâu. Bên đó mình nhiều khi mình với ông Tám đi thả mấy ta lưới mà lưới cá mè trắng sau này lưới tắt hai đó có hai dạo thôi mà nó dính tả vậy mà còn gướng vô cát không nó nạo tới lắc luôn. Còn bên đây mà thả nhiều khi thả lưới 5 dạo 6 dạo nói chung không phải mình nó quá chứ 10 dạo nữa cũng chưa đụng nữa. Còn bên đó mà thả bên đó mình với ông Tám thả có hai dạo thôi đụng. Mình nhớ có một lần mình với cũ có sủ đi thả lưới cá cơm của bên đó đó. Bạn tin không, gần giữa sông lấy cái dầm tự nhiên chống xuống đụng luôn. Có thằng ơi hai anh em bất ngờ luôn. Cát nó vung lên á. Cái dầm thôi cho ấy xuống chổi xuống là đụng cát luôn á. Mà gần giữa sông chứ phải là sát bờ nha. Ủa quặn sấy. Chuẩn bị bào được rồi. Thơm quá rồi, thơm quá rồi. Nãy giờ được mấy miếng rồi nè. Vậy là chờ đợi chút thôi. Uống cà phê đi. Vậy là xong, mẹ cúng rồi. Dọn ra chiến đấu thôi, đói bụng quá rồi. Ủa? Trời cũng sụp tối luôn. Bán bởi vì bán thịt trâu quá trời phải dặn gì vặn giọng gì lời nói sức sức khỏe sức lực ra không bởi vì nó mau đói bụng. Này là dặn gần từng tử á. Chứ sao trời? Uống rồi ai cho uống nữa. Cái gì hấp dẫn quá. Giờ mình nghe trước cắt. Cái này để đây hay có đem không? Thôi đừng như đó, di sức qua cầu rồi. Bà xin đẹp bà làm gì nè? Hả? Bà tư á. Bà bên kia cho cá ăn bánh. Uống không bà? Bán cơm chưa? Bà biết đâu thử hỏi bà không? Bà ăn cơm chưa? Cái tối này nhìn chung nói chung là ai cũng bận biểu tùm lum chứ mọi người. Cho cá ăn. Về ăn cơm xong là người gốc gốc bè vậy cho ăn. Ồ, nhìn cái dĩa rau cũng hoành chén lắm bộ. Nãy thấy có mấy cọng len que sao hồ gom là dữ thằng ở ôn. Vậy mới hay. Mấy cơ xin xỏ đâu ra trời. Tại vì phải xin. Trời. Hả? Có. Lại biết đâu, thấy chắc hồi cũng qua nữa vậy, nó chạy ít cá cho chiến. Rồi ông kêu chú hai chưa? Hú không rồi. Hú không có trả lời không chạy? Không thấy. Nói mày nó đi về rồi. Hay quá trời. Mày đi bán thịt trâu ít quá chứ đi về. Trời ơi. Ăn này phải đâu thiếu gì cái này nè. Đó cái này nè, đó mình quấn vô mấy cải rồi mình chấm như nước mắm. Nhức nách. Mày kèm bún nữa mày thiếu bún. Nhức nách. Thằng này thiệt tình tao nói đỡ chút cái gì đi ăn giận cái gì nữa. Lặt hờn chổi nữa. Trời ơi bà đừng nói chống lãng, chú hai giật tật tôi dù sao cũng mới ra đây mấy tháng rồi nhưng mà hiểu tính ổng dễ gì. Dễ gì là dễ gì? Tại rồi mày là cái gì đó nó không giận mày. Dễ gì, ổng dễ gì, chú hai giật tật tôi mà dễ gì. Thôi thôi nó giận nó rồi. Dễ gì? Trời ơi. Chú hai ổng nói rồi, cũng thấy ít gà, ổng phải ăn vài ruộng mới về. Tại vì về giờ này về dưới bả đâu có nấu cơm đâu ăn. Qua nhà bà Bảy ăn. Ông nói đợi bả nấu cơm mới ăn được ạ.
Ăn thôi, ăn thôi. Bào thôi cả nhà ơi. Tranh thủ bào thôi. À, nó ra nó lại bữa nay bà xương mỡ làm hai món chứ bây giờ nó chiên tép chiên bột nè, tôm lăn bột nè, tôm chiên xù, tôm lăn bột, tôm này gọi là tôm lăn bột chứ chiên xù nha bà, chiên bột xù, hết chiên bột xù. Ê, ăn bánh tráng cuốn không hay là ăn rau mình cuốn? Có bánh tráng không? Bánh tráng gì đây? Bánh tráng à, mất lấy tô nước nữa hả? Ở này rau mình cuốn ăn cũng ngon mà, này nó cuốn rau mới đúng bài nè bà. Rồi thấy là thấy anh đi hiểu rồi đó, cũng cũng vậy đó. Nào cái đó hả? Nó chan vô chứ đâu. Trời ơi, trời ông chan vô, ông chơi chén ông quất vô mau à. Mày cuốn mà ăn vô bụng con vậy à, ừ. Ông ngắt để vô. Thế để mình từ từ ấy xong rồi mình cần em trả nước giải luôn. Trả nước giải chưa? Mày chép mạnh lên kìa tao. Trả nước vải. Chứ không trả nước miếng nữa. Mày muốn đúng lắm mà hả? Sợ nó nhanh gọn mẹ lắm. Này, gói mày vô, vô. Gói cắn. Nè, 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 nè. Ừ gì chịu nổi. Giò. Sao rồi, này, nhức nách nào, nhức nách nào? Nhức gân. Nhức gân, cho bảo nhức nách nào. Nhức gân. Thứ gì chịu nổi. Sao khoảng rồi. Sao mà có phải? Điện cho em đi vô này. Ai? Chú Hai Tật kìa. Chứ ai nói ai kia đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, nghe gọp gọp. Chứ leo nó giòn nghe rập rập. Cách đi bột mà giòn. Ngon kiếp. Ngon, 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 ngon. Ngon quá ngon. Muốn ngồi cho thèm mình không? Chưa có ngon. Chưa được ngon. Chưa ăn, chưa biết. Chập thèm mình không à? Bảy nhật chịu không nổi. Thứ gì chịu nổi. Xong tiền mà ăn cái này. Ăn này mà dùng đũa không phải thế mày. Đúng rồi, bây giờ tay mà mới gói được chứ đũa sao gói. Mà ăn đũa đó. Không là thôi, không có đâu, không có đụng hàng rồi, độc quyền rồi. Ăn độc quyền phải xong tiền hả? Rồi kiếm ơi lẹ kiếm ơi. Đấy, tranh thủ lắm nè. Bệnh nghề nghiệp không có chịu thôi chứ thiệt chứ. Nó miếng cha nó mập chả chịu hết nổi rồi. Từ quá mệt ta. Có nghe. Mà đổ kia xong cái gì. Ừ. Từ. Thì em muốn ăn cơm chưa? Chưa. 1, 2, 3 vô. Vô. Con mấy không rồi con? Là một không gửi. Mời cả nhà nha. Chịu hết nổi rồi cả nhà ơi. Chịu hết nổi. Người này bào quá. Mày cầm lỏng nổi rồi. Cái này coi giống như trái lùi mềm vậy. Coi coi ai không lỏng. Không nổi lắm mất. Thiếu hả nó kìa. Thầy cháu bà ơi. Thầy nó ra nó lỏng không lỏng. Vui ăn không? Sao á, sao con cắt tới? Cái tay con cái móc dưới thần mình hấp cái gì vậy? Giống này là cuốn hết bài, dần thủ bào mà. Tay của con không tốn đó. Dưa leo. Đồ mà nói tao quất hết rồi chén. Ê mày, hồi nãy tao móc có chút xíu nước mắm mà mày. Đây, bữa nay giao sống của đồng lúc này là. Nè nước mắm nè, ăn hết đi. Nước mắm mà cũng dình lộn. Cái sách hai cuốn thì đổ lộn bọc ra không thấy không? Ok. Ăn thôi tự nhiên nó thấy ghê quá. Thứ gì chưa nói nha. Nhai có dùng dụm không? Dùng dụm không? Nè dùng dụm luôn. Ăn rồi nhóm cảnh xong tiền nha. Trang thanh gió mát không? Đó nhiều hiền. Vô con ơi, vô. Thứ gì nữa nó. Ăn mắm vô cho cơm này. Không ăn uống hàng. Ông cũng hai không. Hả? Bị hai không. Hai chén nữa hả?
không tôm á. Gào. Mày gõ về tao. Còn mấy gỗ gà rồi gặp phải chú Năm ở đây nó nhìn thôi là chảnh miếng, chảnh miếng rồi. Tao em biếu qua. Từ yên chưa tôi ngủ kỳ qua mà không qua. Cho con này nó thèm chứ. Nó ngủ qua ăn cũng là thôi. Như nãy giờ con cuốn không có để bún. Con hả? Mày có biết ăn bún là cái gì, chữ bún là chữ gì? Kiếm cũng có tranh thủ bào lên chứ. Thủ bào chứ mà bảo hết rồi rồi. Bào dữ lắm. Cái này là nhờ Huỳnh nhờ rau. Những bột này dùng bún. Giòn nó ngon. Mình có răng mình giòn nhưng mà không ai ăn được. Anh chàng thơ ký của tao thì cứng ăn nổi. Mày với ba ăn được. Mày thấy ông nhai cà xỉu sao? Không ăn cái gì không cần để ăn, không chi mà cái món này. Cái gì vậy? Gì kia? Không lấy chứ không quay hoài ăn quá thấy tao thấy tao cũng sợ. Bào quá bào. Chịu nấu. Thời gian đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip ba vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Hồi nãy con test đi bộ phải không? Giờ con bún. Công nhận chứ món này nó ăn còn đã gì đâu đã mà. Khi mà chăn thành gió mát. Mới đậu ăn tép. Có gào. Tiếp tiên giờ nó ăn bún không. Rồi chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Vô chấm cũng vậy à. Cũng có nghĩa không? Ở trong này mình có cái len.